Theo dự thảo nghị định của chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, từ ngày 1 tháng 7, lương tối thiểu vùng sẽ tăng khoảng 6%, tương đương tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng một tháng so với hiện hành. Cụ thể, vùng 1 là 4.960.000 đồng một tháng, theo giờ tối thiểu là 23.800 đồng một giờ. Vùng 2 là 4.410.000 đồng một tháng, theo giờ tối thiểu là 21.200 đồng một giờ. Vùng 3 là 3.860.000 đồng một tháng, theo giờ tối thiểu là 18.600 đồng một giờ. Vùng 4 là 3.450.000 đồng một tháng, theo giờ tối thiểu là 16.600 đồng một giờ. Dự thảo tờ trình của chính phủ về nâng lương tối thiểu vùng cũng cho biết, từ ngày 1 tháng 7 thực hiện chính sách cải cách tiền lương khu vực công sẽ tăng, do đó cần thiết điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người làm việc theo hợp đồng lao động.